Quốc Bảo và Nam Minh xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin của Đài Truyền hình Việt Today. Hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng ta xin điểm qua một số những tin chính sau đây. Nga mở đợt tấn công lớn Ukraine bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái drone. Indonesia tổ chức tập trận quân sự đa quốc gia. Ngoài ra còn nhiều tin tức cập nhật khác, mời quý vị theo dõi trong bản tin đêm nay. Quý vị cũng có thể xem chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt Today trên khắp thế giới bằng cách download app Việt Channels trên các thiết bị Android hoặc iOS mà quý vị đang có. Nếu có thắc mắc xin gọi 1877 tổng đài, tức 1877-866-4324 hoặc vào website vietchannels.com. Kính thưa quý vị, mở đầu các phần tin quốc tế đêm nay là bản tin liên quan tới việc Nga mở đợt tấn công lớn Ukraine bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái drone. Tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay khi quân đội Ukraine cảnh báo đợt tấn công lớn của Nga bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái drone theo sau đợt tấn công drone lúc sáng sớm. Không quân Ukraine cho biết Nga đã khai triển 11 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và phóng một loạt hỏa tiễn. Chính quyền địa phương xác nhận các vụ đổ ở thành phố Lush nói rằng một tòa chung cư bị hư hỏng và họ đang kiểm chứng thương vong. Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang của Ba Lan và đồng minh kích hoạt phi cơ sau khi Nga tiến hành tấn công, trong đó cũng nhắm vào các khu vực miền Tây Ukraine và gần biên giới Ba Lan. Ukraine đã dự báo đợt tấn công lớn của Nga bằng hỏa tiễn. Vào tuần trước, Đại sứ quán Hoa Kỳ phát đi cảnh báo về nguy cơ tấn công trong khoảng ngày quốc khánh của Ukraine, được Ukraine kỷ niệm hôm thứ Bảy vừa qua. Ukraine cũng tăng cường tấn công drone tầm xa ở Nga nhằm trả đũa Moscow. Ông Andriy Yermak, là chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nói rằng Nga sẽ phải trả giá đắt vì muốn tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, đó là hạ tầng của họ sẽ bị tấn công. Nga thực hiện hai đợt tấn công drone sáng sớm ngày hôm nay. Ông Shohi Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự ở Kiev, cho biết 10 drone bị bắn hạ lúc khoảng 2 giờ 30 phút sáng theo giờ quốc tế. Indonesia tổ chức tập trận quân sự đa quốc gia. Hàng ngàn quân nhân từ Indonesia, Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác hôm nay bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, tập trung vào khả năng phối hợp ở Á Châu, Thái Bình Dương. Căng thẳng ở khu vực này tăng cao trong năm nay với các điểm nóng giữa các nước duyên hải tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Cuộc tập trận hàng năm mang tên Super Garuda Shield khai mạc ở Sidoarjo, Đông Java, trong đó Indonesia cử hơn 4.400 quân nhân tham gia cuộc tập trận. Theo quân đội Indonesia, khoảng 1.800 quân nhân Hoa Kỳ và hàng trăm quân nhân từ các nước khác tham gia cuộc diễn tập. Thiếu tướng General Joseph Harris, chỉ huy vệ binh quốc gia Hawaii, cho biết cuộc tập trận bắt đầu từ năm 2007 đã chuyển thành sự kiện đa quốc gia đẳng cấp thế giới để tăng cường khả năng chung. Chương trình bao gồm trao đổi học thuật chuyên môn, hội thảo phát triển nghề nghiệp, diễn tập chỉ huy và kiểm soát và luyện tập thực địa với đỉnh điểm là buổi bắn đạn thật. Huấn luyện sẽ bao gồm hoạt động trên không, tấn công phối hợp, luyện tập đổ bộ và giả lập tấn công trên mặt đất. Tướng Charles Flynn, chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ, tuần trước nói rằng cuộc tập trận thể hiện cam kết với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định và an ninh. Cuộc tập trận sẽ diễn ra đến ngày 6 tháng 9 tại nhiều địa điểm trên khắp Indonesia với sự tham gia của Úc, Nhật Bản, Anh Quốc, Singapore, Nam Hàn, Canada, Tân Tây Lan và Pháp. Brazil, Đức, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Hòa Lan, Đông Timor và Papua New Guinea tham gia với tư cách quan sát. Philippines và Trung Cộng đụng độ trên Biển Đông bất chấp nỗ lực xây dựng lên niềm tin. Philippines và Trung Cộng đụng độ trên Biển Đông hôm Chủ nhật, trong khi Manila thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho ngư dân. Cuộc xung đột phủ mờ những nỗ lực của cả hai bên để xây dựng lên niềm tin và quản lý tranh chấp hiệu quả hơn sau nhiều tháng đối đầu. Trong đó, có vụ xung đột bạo lực trong tháng 6 là một thủy thủ Philippines bị thương. Philippines cáo buộc Trung Cộng thực hiện hành vi hung hăng và nguy hiểm để ngăn chặn nhiệm vụ tiếp tế của Philippines. Trong khi đó, thì tuần duyên Trung Cộng cho rằng họ chỉ thực hiện biện pháp kiểm soát đối với con tàu xâm nhập vùng biển trái phép và liên tục đến gần tàu Trung Cộng theo cách nguy hiểm. Trong sự việc gần bãi Sabin, theo lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines, tàu Trung Cộng lao vào và xịt nước vào tàu của Cục Ngư nghiệp Philippines đang đưa lương thực, xăng dầu và thuốc men đến cho ngư dân Philippines. Ngược lại, tuần duyên Trung Cộng nói rằng tàu Philippines phớt lờ cảnh báo, cố ý đến gần và lao vào tàu Trung Cộng, dẫn đến va chạm.
Trách nhiệm trong vụ va chạm này là hoàn toàn ở phía Philippines. Manila và Bắc Kinh đồng ý khôi phục niềm tin và xây dựng lại sự tin tưởng để quản lý bất đồng trên biển tại cuộc họp cấp cao vào tháng trước. Theo sau cuộc họp là thỏa thuận tạm thời về nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho tàu hải quân mắc cạn của Manila ở Biển Đông. Về cuộc đối đầu hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng đặc nhiệm Philippines nói rằng hành động hung hăng và trái phép của Trung Cộng đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của lực lượng Philippines và ngư dân họ phục vụ. Tàu của cục ngư nghiệp từ bãi Trăng Khuyết đến bãi Sabine gặp phải nhiều tàu của Trung Cộng thể hiện hành vi nguy hiểm, làm động cơ tàu bị hư và buộc phải chấm dứt nhiệm vụ tiếp tế. Tàu hải quân Malaysia bị chìm sau khi tông trúng vật thể dưới nước ngoài khơi Johor. Công việc trục vớt đang diễn ra sau khi một tàu hải quân Malaysia chìm ngoài khơi Johor vào hôm Chủ nhật. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Hải quân Malaysia cho biết tàu KD Pandika chìm vào lúc gần 4 giờ chiều cách Tanjung Beyusup ở Kota Tinggi khoảng 2 hải lý về phía đông nam. 39 thuyền viên được cứu thoát trước khi tàu chìm hoàn toàn và không ai bị thương. Hải quân cho rằng con tàu tông trúng một vật thể dưới nước làm tàu bị thủng dẫn đến nước tràn vào. Lỗ thủng được phát hiện trong phòng máy. Nước tràn vào rất nhanh bất chấp nỗ lực để kiểm soát và ổn định tàu. KD Pandika được đưa vào biên chế vào tháng 7 năm 1979. Tàu được đóng ở Thụy Điển, dài hơn 43 mét, được trang bị súng chính Bofors 57 ly, súng phụ 40 ly và hỏa tiễn chống hạm Exocet. Ban điều tra đặc biệt sẽ được thành lập ngay để xác định nguyên nhân sự việc. Bộ trưởng Quốc phòng Khaled Nordin hôm nay cho biết 1/3 hạm đội của hải quân sẽ được kiểm tra. Hải quân Malaysia có từ 10 đến 15 tàu đã trên 40 năm tuổi. Về vụ chìm tàu KD Pandika, ông nói rằng tuổi của tàu có lẽ không phải là nguyên nhân vì tàu va chạm với một vật thể. Quân đội Trung Cộng sẽ tuần tra và tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar. Quân đội Trung Cộng ngày hôm nay cho biết họ sắp xếp các đơn vị và tham gia tuần tra chung với cảnh sát trên không và trên mặt đất gần biên giới với Myanmar để duy trì an ninh và ổn định do giao tranh leo thang giữa chính quyền quân sự Myanmar và quân nổi dậy. Tuần tra tập trung vào các khu vực xung quanh Thụy Lệ, Trấn Khang và các khu vực biên giới khác ở Hoa Lục. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở tiểu bang Kachin và San thuộc miền Bắc của Myanmar, trong đó đạn pháo làm người dân bị thương và hư hỏng tài sản bên phía Trung Cộng. Ngoài ra cũng đe dọa các dự án hạ tầng ở Hoa Lục. Chiến khu miền Nam thuộc giải phóng quân sắp xếp các đơn vị để kiểm tra khả năng của lực lượng nhằm nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát và chiến đấu cùng nhau, duy trì an ninh và ổn định tại khu vực biên giới. Bộ đơn vị của giải phóng quân chuẩn bị tổ chức tập trận bắn đạn thật bên phía Hoa Lục từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại khu vực phía Nam Thụy Lệ cùng với những khu vực khác xung quanh huyện Trấn Khang và huyện tự trị người Thái, người Ngõa Cảnh Mã của tỉnh Vân Nam. Trung Cộng nói rằng xung đột ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định và trật tự xã hội trên biên giới Trung Cộng và Myanmar. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Vương Nghị gần đây cho biết Trung Cộng sẽ tiếp tục thực hiện cam kết khôi phục hòa bình và ổn định ở Myanmar. Chủ tịch Bắc Hàn thị sát cuộc phóng thử drone tự sát. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un theo dõi máy bay không người lái drone tự sát mới cất cánh và phá hủy mục tiêu thử nghiệm, trong đó có xe tăng giả, yêu cầu các nhà nghiên cứu phát triển trí thông minh nhân tạo cho phương tiện không người lái. Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim đến thăm viện drone thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng vào hôm thứ Bảy và theo dõi cuộc phóng thử drone xác định chính xác và phá hủy mục tiêu sau khi bay theo lộ trình cài đặt trước khác nhau. Ông yêu cầu tăng sản xuất drone tự sát, trong đó có drone tấn công tự sát dưới nước để phục vụ các đơn vị bộ binh và đặc nhiệm, cũng như phát triển những mẫu drone tấn công đa năng và do thám chiến lược. Còn được gọi là đạn tuần kích, vũ khí như thế này được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh ở Ukraine cũng như ở Trung Đông. Đạn tuần kích có khả năng bay và sẵn sàng tấn công trước khi xác định mục tiêu cụ thể, sau đó tấn công bằng cách lao vào mục tiêu với đầu đạn có sẵn. Hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố cho thấy ít nhất 4 mẫu drone khác nhau, một số loại được phóng bằng động cơ rocket nhỏ. Khi được hỏi về điểm giống nhau giữa một số drone Bắc Hàn, Jala Lancet của Nga và Shahed của Iran, Hội đồng Tham mưu trưởng Nam Hàn cho biết cần phân tích kỹ hơn. Trong cuộc họp báo, một phát ngôn viên của hội đồng nói rằng trước đây, Bắc Hàn và Moscow tặng cho nhau một số drone. Nam Hàn cần phân tích kỹ hơn để xem drone mới có cải thiện hay không. Theo Bộ Thống nhất Nam Hàn, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công bố drone tự sát. Ít nhất 22 người thiệt mạng vì lũ quét ở Thái Lan.
Lũ quét do mưa lớn gây ra ở Thái Lan làm ít nhất 22 người thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi giới chức hôm nay cảnh báo lũ lụt bất ngờ trong tuần này. Cơ quan phòng chống và giảm thiểu thảm họa cho biết 19 người khác bị thương và hơn 30.000 gia đình bị ảnh hưởng tại 13 tỉnh trên khắp miền Bắc và miền Nam trong 10 ngày qua. Trong số người thiệt mạng là 10 người chết khi đứt lở vùi lấp một khu dân cư trên đảo Phuket vào tuần trước. Khoảng 31 tỉnh ở miền Bắc và Đông Bắc đối diện nguy cơ lũ quét đến thứ năm tuần này. Cơ quan phòng chống và giảm thiểu thảm họa đã ra lệnh cho chính quyền địa phương theo dõi sát thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị. Người dân cũng cần theo dõi dự báo thời tiết và thực hiện cảnh báo một cách chính xác. 3 công nhân gồm 2 người Mỹ và 1 người từ Myanmar đã mất tích hôm nay sau khi đất tràn vào đường hầm xe lửa đang xây dựng ở huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Mặc dù Thái Lan quen thuộc với mùa mưa hàng năm, khí hậu biến đổi làm thời tiết khắc nghiệt hơn dẫn đến lũ lụt gây thiệt hại nặng hơn. Người lao động Úc nay có quyền không trả lời email hay điện thoại sau giờ làm việc. Người lao động Úc nay có quyền không trả lời email hay điện thoại sau giờ làm việc nhờ luật quyền ngắt kết nối mới giúp hạn chế email và điện thoại công việc xâm lấn vào cuộc sống riêng. Quy định mới có hiệu lực từ hôm nay, có nghĩa là người lao động trong đa số trường hợp không bị kỷ luật khi không đọc hay phản hồi liên lạc từ chủ của họ ngoài giờ làm việc. Những người ủng hộ cho biết luật này cho người lao động sự tin tưởng để đứng lên phản đối tình trạng email, tin nhắn và điện thoại công việc xâm lấn vào cuộc sống riêng của họ. Một khuynh hướng phổ biến kể từ khi đại dịch COVID làm xáo trộn ranh giới giữa ở nhà và làm việc. Giáo sư John Hopkins thuộc Trường Đại học Công nghệ Swinburne nói rằng, trước khi có công nghệ số, người lao động về nhà sau ca làm việc và sẽ không có liên lạc nào cho đến khi họ trở lại ngày hôm sau. Ngày nay, tình trạng email, tin nhắn và điện thoại ngoài giờ làm việc ngày càng phổ biến trên toàn cầu, thậm chí cả trong ngày lễ nghỉ. Theo khảo sát năm ngoái của Australia Institute, người Úc làm việc ngoài giờ không được trả lương, trung bình là 281 giờ trong năm 2023. Giá trị tính theo tiền của số giờ làm việc này lên đến 130 tỷ đô la Úc. Thay đổi mới đưa Úc vào nhóm hơn 20 quốc gia, chủ yếu ở Âu Châu và Mỹ Latin có luật tương tự. Nước Pháp tiên phong đưa ra quy định này vào năm 2017 và một năm sau đó phạt công ty Rentokil Initial 60.000 euro vì bắt buộc một nhân viên phải luôn sẵn sàng nghe điện thoại. Đảo Rung chính thức được công nhận là khu bảo tồn bầu trời tối đầu tiên ở Scotland. Đây là nơi sinh sống của chỉ 40 người, nhưng đảo Rung có thể đón tiếp làn sóng khách tham quan mới sau khi được công nhận là khu bảo tồn bầu trời tối đầu tiên ở Scotland. Hòn đảo hẻo lánh của quần đảo Inner Hebrides có diện tích chỉ hơn 165 cây số vuông, không có hệ thống chiếu sáng công cộng, mang đến cơ hội tuyệt vời để ngắm sao. Được công nhận là khu bảo tồn bầu trời đêm, đưa hòn đảo đã thành một trong 21 khu bảo tồn như thế này trên khắp thế giới, như khu bảo tồn duy nhất khác ở Âu Châu là Ennis Alley thuộc New Wales. Bà Amber Harrison là giám đốc chương trình địa điểm bầu trời tối cho biết, sự công nhận này là thành quả của công việc tích cực vận động của người dân và lãnh đạo cộng đồng, những người công nhận tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của đảo Rum, quyết tâm bảo vệ chúng khỏi những tác động từ con người. Tổ chức bầu trời tối quốc tế công nhận nỗ lực của Island of Rum Community Trust và cơ quan thiên nhiên Nature Scott của Scotland trong việc bảo vệ và quảng bá môi trường đêm trời đầy sao của hòn đảo. Scotland có 5 địa điểm trong danh sách địa điểm bầu trời tối quốc tế, nhưng đảo Rum là khu vực đầu tiên được xem là khu bảo tồn. Đó là vì hòn đảo tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí chất lượng bầu trời đêm để phản ánh địa điểm hẻo lánh và bầu trời đêm tối tự nhiên. Kế hoạch trong tương lai của đảo Rum bao gồm xây dựng tháp bầu trời tối ở Kinloch với kính viễn vọng để ngắm bầu trời đêm, cũng như trạm camera về thời tiết để phục vụ khán giả online trên khắp thế giới. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi, đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Viettoday Media. Đài truyền hình Viettoday sẽ có một chương trình rất đặc biệt cho chủ nhân các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday mang tên là Double Your Times. Xin gọi cho các xương ngôn viên của đài hoặc liên lạc tổng đài số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettoday Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Phần tin quốc tế được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi WinKia of Fremont, dealer do người Việt làm chủ, với nhiều mẫu xe với động cơ hybrid hoặc plug-in không cần đổ xăng. Xin liên lạc 510-771-1500. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau.
Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng mới. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ và nhân quyền đến thăm Việt Nam. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettoday Media, đài truyền hình Viettoday với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương hiệu của mình trên đài truyền hình Viettoday đối với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Viettoday để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Xin chào mừng quý khách. Tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe Wenkia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng, hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể sạc pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với Wenkia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. Wenkia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Queen Kia of Fremont, 5633 John Moore Drive, Newark, Cali 94560.